Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang như lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tín tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn tịnh độ, tín nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được học trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chín Bồ Tát và thanh tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập thanh tịnh chúng, chóng thành Phật đạo. Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Mời mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo. A Xà Lê tồn niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, Thủy Tòng Kim Nhật Nại Chí Mạng Tù, quy y Phật Đà Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già Chữ Chúng Trung Tôn. A Xà Lê tồn niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, Thủy Tòng Kim Nhật Nại Chí Mạng Tù, quy y Phật Đà Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già Chữ Chúng Trung Tôn. A Xà Lê tồn niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, Thủy Tòng Kim Nhật Nại Chí Mạng Tù, quy y Phật Đà Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già Chữ Chúng Trung Tôn.